Xin chào anh em trở lại với kênh Và Tay Y Phạm. Đây là một video rất nhiều tiền anh chị nhé. Rất nhiều tiền vì đây chúng tôi sẽ dùng toàn là Ruby thôi. Ok, chúng ta cùng theo dõi video nhé. Hôm nay tôi sẽ xử lý đơn hàng cho khoảng 5-6 anh khách hàng của tôi, cả bên nước ngoài cả Việt Nam luôn. Thì tôi cũng không nhớ là tên chính xác của từng người, tại vì nó nhiều tên nickname thôi. Thì tôi quay cụ thể, tôi sẽ gửi link cho các mọi người nhé. Mọi người hãy xem sản phẩm nào phù hợp thì hãy sản xuất cho mình nhé. Phẩm đầu tiên mà muốn giới thiệu với anh chị đó là một cái bức tượng Phật tôi làm cho anh Chí, mã 3199, là khách hàng cũ của tôi. Và đây là một cái bức tượng Phật sapphire xanh, xanh lam nha anh chị nhé. Chúng ta sử dụng một số cái đèn để anh chị chiếu lên chị nhìn. Đây là cái màu xanh của sản phẩm này. Và bức này là chạm tay hoàn toàn của một nghệ nhân. Và chi phí chúng tôi sử dụng hết cho sản phẩm này là 15 triệu đồng anh chị nhé. 15 triệu. Và nét tạc thì rất là tinh tế. Tôi đảm bảo với anh chị là cực kỳ nét. Và đây là một trong những nghệ nhân mà tôi đánh giá rất là cao. Sản phẩm này làm cho anh chị cần một cái bức nhỏ nhắn xinh xắn như này bằng ngón tay thôi. Và đèn sapphire nhé. Tiếp theo, một sản phẩm của một bạn khách hàng của tôi ở trong Đắk Lắk hay là Đắk Nông nhỉ, rồi nhỉ? Bạn này ở đâu? Đắk Min, Đắk Nông. Một cái miếng ruby tự nhiên. Sản phẩm này tôi hoàn thiện xong cả vàng 18K. Có phải vàng 18K không nhỉ? 0,82 chỉ. 8/2 vàng. Và sản phẩm này tôi xử lý tổng hết là hơn 5 triệu à? Ủa, Duẩn có tính sai không đấy? Dạ. Độc vàng đã khoảng 4 3 triệu mấy rồi mà. 0,8 à. 4 triệu 7 anh chị. Thì thành bao tiền? 5 triệu 3. Chứ không tính đá à? Nhỉ. Ruby 2 triệu rưỡi. Dạ, để báo lại. Bạn ấy giống cái mã nào đấy rồi? Thì cái dụng đấy mình thấy vô lý, tại vì là cái viên đá nó to. Hôm trước bạn ấy xem mình một cái viên đá khác nó nhỏ hơn thì giá nó thì hình như 3 triệu mấy đúng không? Đấy, cẩn thận nhé, không là nhầm đấy, nhầm cái này là rất là phiền. Alo. Vâng. Thì mình sẽ giao trả cho bạn đấy nhá. Cái mặt đồng điếu á. Đây nhá, chúng ta tiếp tục nhá. Đây là một số cái hàng tấm mà tôi sử dụng để sẽ làm sản xuất cái nhẫn cho cái bạn bên Mỹ. Giới thiệu lại với anh em một chút. Đây là hàng trắng nhá. Tôi quay sơ sơ cho anh chị tôi rất là nhiều. Cái sản phẩm này thì giá nó không cao anh chị ạ. Một viên đá này nó rơi vào tầm khoảng vài trăm nghìn thôi. Vài trăm nghìn một viên. Thế còn đây là hàng hồng này. Anh chị nhìn nhé, hàng hồng nhé. Cắt giác kim nhé, tất cả riêng kim cương hết. Và tất cả đây là sapphire anh chị ạ. Trong đó thì sapphire trắng là loại đá ít gặp hơn. Đây là sapphire vàng này. Và những cái loại hạt mà nhiều kích thước size như này ấy, thì chúng tôi có khá là nhiều. Từ 3,4 đến 4,7 này. Thì khi mỗi sản phẩm nó sẽ dùng khoảng một vài chục viên thì tôi sẽ lọc ra cho anh chị nhé. Đây là những cái viên đá mà tôi có thể giới thiệu cho anh chị. Rồi, tâm điểm hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới ruby. Ở đây thì tôi có một xài sản phẩm, một cái bạn khách hàng của tôi muốn đặt một cái nhẫn tầm khoảng từ 100 đến 300 triệu. Thì tôi quay cho anh chị một số cái viên đá nhé. Một số viên thôi, vì trong những cái hàng đắt tiền hơn thì tôi không quay trong video này. Ví dụ chúng ta sẽ có một cái viên viên tím này, đỏ tím này. Viên đá này 2,1 carat, viên đá này tôi bán ra cho anh chị là 15 triệu một ca. Đây là một số cái viên ruby này là 3,35 carat này. Anh chị nhìn này. Hàng facet nhá. Thì cách đây một tuần thì tôi đã lên trên mỏ Yên Bái, thì anh chị có thể biết một viên 3K trên đấy bán bao nhiêu tiền rồi đúng không? Với một viên 3K trên đấy thì anh chị đang giao dịch ở tại Yên Bái là bao nhiêu tiền hả nhỉ? 3K là khoảng 400 đúng không? Ừ, 400 triệu. Khoảng 400 triệu. Đấy, thì anh chị thử đoán xem một cái viên hơn 3K này chúng tôi bán bao nhiêu tiền. Đây là 3K 35.
Thực ra đá quý thì bên Tahi Game có rất là nhiều, nhưng mà thời gian thì giới thiệu cho anh chị không đủ nhiều thôi. Nên tôi bán không có đắt tiền như thế đâu. Còn viên này thì tôi chỉ giao cho anh chị cỡ tầm khoảng chắc loanh quanh khoảng 100 triệu gì đó thôi. Hơn 100 triệu xíu. Nhiều anh chị trêu là 200, hơn 200 thì cũng là hơn 100, 300 cũng là hơn 100. Rồi, cái viên đá này thì nó sẽ không nằm trong danh mục ngày hôm nay nhá, tôi trêu vậy thôi. Chúng ta sẽ tìm viên đá khác phù hợp hơn. Đây là một số viên hồng này. Viên hồng này chúng ta sẽ tìm những sản phẩm khác nhé. Viên hồng này thì nó sẽ nhỏ thôi. Đây, viên đá này chỉ ra 88 triệu, chúng ta sẽ xem tới viên đá này một chút nữa. Tôi cất một vài cái viên đá nhỏ đi nhé. Tất cả ruby tự nhiên hết. Có những viên nó đỏ đẹp như này, anh chị nhìn này. Đấy. Đỏ như máu luôn. Đây, anh chị nhìn. Thì là ruby hiện tại bây giờ cũng khá là khan hiếm anh chị ạ. Hàng phát xét khan hiếm rất là nhiều. Chúng ta sẽ cần một số cái viên đá nó gọn gàng phù hợp hơn. Thì một số cái sản phẩm mà gọn gàng thôi, vì một số cái viên nhẫn nó có thể phù hợp với cái nhu cầu của anh chị nhé. Ví dụ viên đá này nó sẽ không cần lớn anh chị ạ, vì với ruby chúng ta sẽ có những cái viên đá xung quanh nữa. Đấy, một viên đá kiểu như thế này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15 triệu, 9 đến 15 triệu tùy từng viên thôi. Thì ở đây trong cái tầm khoảng 100 thì đây. Cái viên như thế này. Viên này nặng 1,1 carat, tôi bán là 1000 đô 1 ca. 1000 đô 1 ca, viên đá này chúng ta hết khoảng 30 triệu nhá. Viên đá này khoảng 30 triệu. À, một viên đá này là một giá 106 triệu là anh chị biết rồi này. Tôi sẽ quay kỹ cho anh chị hai viên đá này, và tôi nghĩ là hai viên này là hai viên thì bạn đã có thể sử dụng được trong cái tầm chi phí nó tương đối là hợp lý. Đó là một viên 88 triệu nhá. Rất là sáng. Mặt thì kích thước chúng ta sẽ có là 7,5 x 6 mm. Viên đá này tôi bán 88 triệu. Viên đá này chúng ta có giá là 130 triệu. Quay bạn ấy có thể bạn tăng cái sự đầu tư lên 130 triệu anh chị nhé. Kích thước của viên đá này thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có kích thước là 8,8 nhân với 6,3 nhân 3,8. Viên đá này là viên đá phong thủy, tất cả con số đều là tốt. Phát phát này. À đây là tài tài, lộc phát phát này, lộc tài này, đấy tài phát này, đấy toàn số đẹp luôn. Ngoài ra thì có thêm một số cái viên đá khác. Có thể phù hợp được. Đây, một số cái viên đá như này thì tôi giao giá cũng rơi vào tầm khoảng 1000 đô một carat anh chị nhé. Thì chi phí nó có thể lên đến khoảng 450 triệu một viên đá. Ví dụ viên đá này. Là hơn 2k. Thì trong cái video này tôi nghĩ là bạn ấy chắc chưa chắc chọn được ngay đâu. Tại vì mình đưa cho bạn ấy để bạn ấy xem một số cái màu về màu sắc, sau đó bạn ấy có thể sẽ chốt ngược lại và tôi sẽ quay riêng từng viên đá một cho bạn ấy trong video sau nhé. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều, xin chào và tạm biệt anh chị. Và chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong các video tiếp theo của bạn Tahi Phạm. Và tất nhiên rồi, sản phẩm của ta đang có rất nhiều, anh chị biết chúng ta gặp nhau kênh nào ở đó. Kênh TikTok này, kênh YouTube này, kênh quan trọng nhất mà anh chị cần biết để tìm chúng tôi bất cứ lúc nào, đó chính là website tahigame.vn. Anh chị nhá, xin chào và tạm biệt.